Đây là quá trình bên mình thi công một căn nhà trong khu đô thị 5 sao. Đầu tiên thì mình sẽ xây xin giấy phép các kiểu ở đây. Bên mình sẽ nhận xin phép luôn. Và sau khi mà có giấy phép rồi thì bên mình sẽ tiến hành lấy điện nước. Và sau đó là công đoạn đầu tiên là ép cọc bê tông. Cái gì nha? Đó, ép cọc bê tông ở trong cái nền đất của mình. Và đây là mình đang ép cọc cho một anh khách hàng. Anh khách hàng anh đặt bên mình. Đó, mình ép cọc bê tông vào ngày 26 tháng 5 2021. Đây là khu đô thị 5 sao Five Star Eco City. Và tiếp theo thì cái giai đoạn này làm cũng khá là lâu này. Ngày 3 tháng 6 thì mình làm tới cái đà móng này. Ở bên mình thì bên mình làm cái đà móng này rất là chắc chắn luôn các chị. Đó, sắt thép là mình đi rất là bự luôn. Và những cái rọ ngay những cái cột bê tông đó thì mình sẽ đang những cái rọ sắt rất là bự để nó chịu lực. Và sau đó thì bên mình sẽ tiến hành đan xong, đan sàn xong thì bên mình sẽ đổ bê tông nha, đổ bê tông cho khách. Đó, ở đây là thấy là những cái sàn này, những cái rọ này là những cái chỗ mà chịu lực, cột chịu lực. Ở bên mình đi những cái sắt rất là lớn. Đó, những cái chỗ này là những cái cột để chịu lực này, mình sẽ làm những cái rọ. Và những cái giai đoạn làm móng này là cái giai đoạn lâu nhất. Sau đó thì xây tường thì rất là nhanh luôn nha. Đó, cái giai đoạn này là đang móng, đang viết nè. Ở đây là những cái cột chịu lực. Và đồng thời những cái đường ống nước, ống nhà vệ sinh, ống nước mưa các kiểu thì mình sẽ đi âm ở dưới này. Đó. Đang làm đây thì người bên mình đang làm cái bồn chứa bể phốt ở dưới này. Đây là cái những cái chỗ mà mình làm cái cột nó sẽ chịu lực rất lớn. Và đây thợ thì đang làm những cái bể phốt nha, bể phốt để chứa trong khu nhà vệ sinh các kiểu. Xây theo kiểu mẫu này nha. Đó, bên mình đang làm móng cho khách hàng và căn này thì bên mình đang thi công chọn gói cho khách hàng luôn. Nếu các anh chị nào có nhu cầu thi công nhà hoặc cần mua đất mua nhà thì hãy liên hệ với Sài Gòn House. Bên mình sẽ nhận thi công từ A tới Z và công trình bảo hành 5 năm. Ở đây là những cái đường ống làm ăn uy tín. Những cái đường ống này là mình đi sẵn ở dưới nền nhà luôn. Cái đoạn này, giai đoạn này làm khá là lâu. Và tiếp theo thì vào ngày hôm nay là ngày 8 tháng 6 thì bên mình đã làm xong cái kề móng. Nay đổ móng. Đó, bây giờ thì mình đang là đổ bê tông cho khách hàng. Đổ bê tông xong cái móng này thì mình sẽ để một thời gian. Rồi sau đó thì mình sẽ xây tường lên. Đó, cái giai đoạn xây tường thì khá là nhanh. Các anh chị nào cần mua đất, mua nhà hoặc xây nhà thì có thể liên hệ bên mình nha. Bên mình có đội ngũ thi công hùng hậu và đảm bảo chất lượng, giá cả rẻ nhất ở thị trường luôn, do là nhân công khá là rẻ ở đây. Đó, đó là một vài chia sẻ kinh nghiệm của bên mình. Thì anh chị nào thấy hứng thú thì mình đăng ký kênh để mình tiếp tục theo dõi những cái cập nhật về sau này nha. Bên mình có văn phòng trong khu đô thị Five Star Eco City. Các anh chị cần thì hãy liên hệ. Nhà đất, nhà giá rẻ, xây dựng, hoàn công, xin phép. Đó, bên mình sẽ làm hết cho các anh chị nha. Và các anh chị hãy đăng ký kênh để mình theo dõi những cái video về sau này. Xin chào và hẹn gặp lại các chị sau.